Mình giới thiệu với các bạn các loại lăn đôi lớn trong diện trần. Các loại lăn đôi lớn trong diện trần. Cái này là lăn đồng đôi lớn này. Lăn đồng đôi lớn. Rồi, rất là nặng đấy. Loại thứ hai là lăn đinh đôi lớn này. Lăn đinh đôi lớn. Thì hai cái này đều có hình dáng là trụ nhé các bạn nhé. Trụ tức là hình trụ như thế này. Đó. Thì mình lăn thế nào? Thì mình sẽ lăn trên những cái vùng bằng phẳng. Lăn trên các vùng bằng phẳng. Đó. Rồi cái thằng này là ba thằng này là hình cầu, cầu tức hình tròn này, lăn cầu đinh đua lớn này, rồi lăn cầu gai đua lớn này, cắn dài, lăn cầu gai đua lớn cắn ngắn. Đó. Thế thì cái này ấy, cái cắn dài cắn ngắn nó phân biệt như nào? Thì cắn ngắn này mình cầm để mình làm cho người khác thì nó thuận tiện này, tuy nhiên để mà chữa cho mình ấy, thì mình nên dùng cái cắn dài này. Nó có dài tới khoảng 30 cm thì mình có thể với được ra khắp đằng sau lưng. Thì các bạn nên dùng cái cán dài này thuận tiện nếu mà tự làm cho mình. Còn chữa cho người khác thì các bạn dùng cái cán ngắn này. Đó. Tức là hai cái này thực ra nó là một thôi, nó chỉ khác nhau cán dài và cán ngắn. Đó. Thì bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn cách dùng. Cách dùng này. Thì cái này á, về cái chất liệu của nó ấy, thì cái này là đồng này, bằng đinh này, inox, inox này. Thì ba cái này đều có tác dụng là làm mát, thì giải tỏa cái sự ứ nhiệt, cái nóng trong người. Đấy, rất thích hợp cho những người huyết áp cao, những người sốt. Đó, nó sẽ làm mát cái vùng mà mình sẽ lăn đi. Rồi cái này có tác dụng là dương này, làm ấm nóng này. Thì cái đồ kim loại này nó là âm, nó làm mát và đồng thời nó làm giãn cơ nữa, giãn cơ. Và cái này có tác dụng làm ấm nóng là săn cơ. Thì tác dụng lớn nhất của tất cả các dụng cụ này ấy, nó đều có tác dụng chung là gì? Làm khí huyết lưu thông. Và khi khí huyết lưu thông ấy, thì nó sẽ là giảm đau. Tức là tác dụng thứ nhất là giảm đau. Thì giảm đau ở đâu? Giảm đau khi mà các bạn lăn trên toàn thân. Cứ đau chỗ nào các bạn lăn chỗ đó. Lăn trên vùng lưng, vùng bụng, vùng ngực, vùng mông, vùng đùi. Họ lăn chỗ nào thì nó sẽ giảm đau chỗ đó. Thì cái tác dụng thứ hai của nó là gì? Là nó sẽ là giảm mỡ, giảm béo. Thế thì những dụng cụ này chuyên dùng để gì? Để giảm béo. Đó. Thế thì những người sốt, những người nhiệt thì mình dùng dụng cụ này rồi. Còn người hàn, người âm ấy, người sợ lạnh thì mình sẽ dùng dụng cụ này. Tuy nhiên những người mà bị những người mà béo bụng ấy, những người mà chỉ có tác dụng giảm đau thôi, không thì mình dùng cả ba cái dụng cụ này kết hợp với nhau. Đó là tác dụng lớn nhất của ba cái của những cái dụng cụ này. Ngoài ra những cái dụng cụ này nó còn có tác dụng là gì? Chữa đau lưng, chữa đau nhức, viêm tắc tĩnh mạch. Đó thì mình đều có dùng những dụng cụ này được. Đó. Rồi. Mình hướng dẫn các bạn dùng những cái cây lăn này để chữa đau lưng này. Đầu tiên các bạn sẽ dùng cái lăn đồng này. Lăn khắp. Lăn khắp lưng. Lăn khắp lưng. Lăn khắp lưng. Lăn mỗi vị trí có khoảng 30 đến 40 tiếng đếm. Lăn kín khắp vùng lưng. Tiếp theo này. Các bạn sử dụng cái cây lăn đinh đôi lớn này cũng thế. Lăn khắp lưng. Lăn khắp lưng có thể lăn xuống tận mông đùi. Đó. Lan qua lan lại như này khoảng 30 đến 50 tiếng đếm qua lại này. Thì mình có thể cho bệnh nhân đứng nhưng mà cách tốt nhất là cho bệnh nhân nằm xuống. Và những cái người mà không chịu được đau mình lăn qua một lớp áo mỏng, còn không thì mình sẽ lăn trực tiếp trên da. Sau đó mình tiếp theo mình sẽ dùng lăn cầu đinh đôi lớn, mình lăn cũng kín khắp lưng như thế này, mỗi nơi khoảng 50 đến 60 tiếng đếm, di chuyển. Đó. Di chuyển đó. Sau đó cuối cùng mình sẽ dùng cái lăn cầu gai đuôi lớn này. Mình sẽ lăn kín khắp như thế này. Đấy, lăn kín khắp. Đấy, khắp như thế này. Rồi giữa cột sống này mình sẽ cho cột sống ở giữa. Mình sẽ lăn dọc hai bên cột sống tận xuống mõm vùng cụt. Lăn như thế này. Thì cái này có tác dụng là gì? Chữa các bệnh đau lưng. Ví dụ thoái hóa địa đệm, thoát vị địa đệm, rồi đau thần kinh tọa. Thì mình cứ sử dụng các dụng cụ này. Nếu mà các bạn có đầy đủ các dụng cụ này thì càng tốt, còn không thì các bạn mua một dụng cụ cũng được. Người nóng ấy, nhiệt ấy, thì các bạn sẽ dùng những cái dụng cụ inox này, kim loại này. Còn những người hàn này, các bạn sẽ dùng những dụng cụ bằng sừng này. Còn nếu không người mình đường bình thường ấy, thì các bạn sẽ chọn một trong những dụng cụ này. Và cái dụng cụ đa năng nhất ấy, là cái lăn cầu gai đôi ngắn dài mình có thể tự lăn cho mình được. Đấy là chữa đau lưng. Còn bây giờ để giảm béo. Giảm béo các bạn lăn trên bụng như thế nào? Đây. Các bạn lăn trên bụng này. Đầu tiên là các bạn vẫn theo thứ tự vừa nãy, tự mình lăn cho mình được, dùng cái lăn đồng này lăn khắp vùng bụng, muốn giảm chỗ nào lăn chỗ đó. Đó. Khoảng 60 đến 80 tiếng đếm. Sau đó các bạn
trồng cái lan đinh đôi lớn này, lan khắp đó. Rồi tiếp theo dùng cái lan cầu gai đôi lớn này, cũng lan khắp béo bụng mỡ chỗ nào mình sẽ lan chỗ đó. Đó, riêng cái lăn này ấy, thì các bạn sẽ lăn mỗi một cái dụng cụ này ấy, các bạn có thể lăn độ khoảng 5 phút à, 5 đến 10 phút một dụng cụ. Một ngày ấy, lăn thành 3 đến 4 đợt như vậy. Đó, bạn lăn như này. Và riêng vùng bụng dưới này các bạn có thể lăn ngay như thế này. Đấy, thì khi mình lăn giảm béo ở vùng bụng này ấy, thì tránh cái lúc mà mình đang no quá, đói quá thì không lăn. Và là những cái lúc mà đang trong chu kỳ ấy, thì mình cũng không lăn. Một ngày lăn thành 3, 4 hoặc 5 đợt như thế này. Mỗi lần khi mà các bạn sử dụng cái dụng cụ này thì thời gian của nó có thể 50 đến 60 phút trên các dụng cụ này. Đó. Các bạn lăn cuối cùng các bạn nhìn thấy cái vùng này nó sẽ hồng lên. Hồng lên là nó sẽ có tác dụng. Thì những cái dụng cụ bằng inox này nó có tác dụng làm giãn này, làm giãn ra. Sau đó mình sẽ dùng những cái lăn cuối cùng để có tác dụng là nó làm săn chắc vào. Đó. Các bạn chịu khó dùng cái dụng cụ này quan cái yếu tố quan trọng nhất là vấn đề chăm chỉ và nó sẽ làm giảm béo rất là nhanh. Chúc các bạn thành công.